Đường phố Hà Nội vắng vẻ sau lệnh đóng cửa hàng quán đến ngày 5 tháng 4, đường phố Hà Nội giờ vắng như Tết. Đó là câu nói vui của nhiều người dân thủ đô trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Đang diễn biến phức tạp, ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu. Tất cả các quán bar, karaoke, cà phê, nhà hàng, tập gym. Phải dừng hoạt động toàn bộ. Vào chiều 25 tháng 3, đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ, lượng người ra đường giảm đi trông thấy. Ghi nhận của phóng viên VOV. Việt Nam trên các con phố tại thủ đô Hà Nội. Trong ảnh, ngã tư hàng bông hàng mảnh vắng bóng xe cộ qua lại. Các cửa hàng trên phố hàng gai đóng cửa hàng loạt chỉ còn một vài cửa hàng mở bán. Cũng tương tự phố hàng gai, các cửa hàng trên phố hàng ngang cũng đóng cửa nghỉ bán hàng. Lượng người qua lại ô quan trưởng cũng ít đi. Đa phần các cửa hàng trên phố hàng mã im lìm. Phố hàng buồm vắng bóng người qua lại. Mã mây đào duy từ vắng vẻ. Phố Nguyễn Hữu Huân. Phố Ngô Quyền. Phố hàng bài. Khu vực Hồ Gươm vắng bóng khách du lịch nước ngoài, người dân đã có ý thức hơn khi đeo khẩu trang ra những nơi công cộng tại thủ đô Hà Nội. Nhưng vẫn có người dường như quên không bảo vệ bản thân mình trước dịch bệnh nguy hiểm Covid-19. Một du khách nước ngoài hiếm hoi đeo khẩu trang đi dạo phố tại thủ đô. Gạch chéo chấm. Nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại